Nay Thuận sẽ hướng dẫn mọi người cái cách câu mấy ngang. Tức là khi anh em câu mấy ngang á, anh em dễ bị nhầm lẫn. Tức là mình nhầm lẫn với cái cách là mình câu mấy đứng, anh em quen câu mấy đứng rồi chuyển sang câu mấy ngang á, câu vậy không à, ra chọi xuống vậy không à. Thì khi á mình chọi xuống vậy á thì con mò nó sẽ chúi xuống như kiểu mình câu cá rồi đó, nên là nó sẽ gói. Hôm nay Thuận sẽ hướng dẫn mọi người là hai cách câu. Thứ nhất là chọi vậy, nhưng mà mình chỉ lắc cái khỉu tay từ đây tới đây thôi nè, mình cầm cái từ đây tới đây thôi là mình buông ra được ha. Cái thứ hai nữa, cái dễ nhất cho mọi người tập câu ngang á là mình quăng ngang như nè. Trên YouTube thì cũng có một cái anh Phạm Thanh hay gì, anh chị cũng có khá là hay đó mọi người. Quăng ngang mình chỉ dùng cái khỉu tay này thôi, mình chỉ gặt nhẹ thôi là được, đây tới đây nữa ha, đó gặt vậy là được. Mà khi mà mọi người mới lần đầu tiên tiếp xúc mấy ngang á thì mình nên là quăng nhẹ thôi, tức là mình chỉ cần là quăng gì thôi, anh không gói là được rồi, 1 mét 2 mét cũng được đó. Mình tập cho nó quen trước, rồi khi mà gành rồi á, mình quen bấm cái máy này rồi gành rồi á thì mình sẽ quăng nó xa hơn đó. Chứ anh em nếu mà mới mà cứ gồng hết lực mà chọi phát gì rồi á thì nè, quay gần này đang gần như đây nè, tức là cái dòng tua này, cái spool này nè, cái spool này nó xả quá nhanh, trong khi con mồi của mấy bạn á là nó bay không kịp đó, nên là nó sẽ bị gói liền. Bây giờ nè, tức là mình phải tập thao tác bấm máy này cho quen đó. Bấm máy xong mình sẽ dịnh spool này, đúng chưa? Rồi khi mà mình quăng á, mình vừa thẳng tay là mình sẽ buông cái này ra, nó sẽ nhảy. Và mọi người canh á là khi mà nó gần tiếp đất, khi mà con mồi á mọi người cảm thấy nó gần tiếp đất, mình phải chỉnh cái này lại là nó sẽ không gói. Chứ nếu mà để con mồi nó tiếp đất như thế này luôn nè, rồi anh em phải xa đi nè, nếu mà mọi người để một con mồi nó tiếp đất như thế này luôn mà không bấm lại nè, thấy chưa, thì nó sẽ gói liền đó. Bây giờ Thuận sẽ quăng nhẹ một phát thử cho anh em xem nha. Thuận sẽ quăng cái kiểu như quăng ngang ha. Thì đây nè, tiên thì mình sẽ nhớ nha, mình chỉ quăng là từ đây tới đây thôi, mình buông ra được rồi. Và trước tiên là mình quăng nhẹ thôi đó, cảm thấy nó gần tiếp đất là phải dịnh nó lại, cảm thấy cái gần tiếp đất thì phải dịnh cái spool lại nè là ok. Còn cách quăng thứ hai mà khi mình quăng gành mình sẽ quăng như thế này đó, thấy chưa, cách này nó sẽ đi xa hơn cách thứ nhất. Rồi hai cách quăng nói chung là mình cứ nhẹ nhàng đi là được